Chương trình Từ Thưa với luật sư Trịnh Tiền, hôm nay chúng ta lại có một đề tài nóng bỏng để bàn về. Chào quý vị khán thính giả của Nửa Vòng Trái Đất TV và xin chào nhà báo Derek Phạm. Để trả lời cái câu hỏi của anh là cái chuyện lùm xùm về thưa kiện ở cái thành phố San Jose ở phía Bắc về cái vụ gọi là kiện tụng Formosa ở Đài Loan. Thì xin trả lời anh qua cái buổi hội luận này của chúng ta. Thì cái câu thứ nhất là nó có nhiều cái chuyện lùm xùm trong cái vấn đề email giữa ông Nguyễn Tấn Thọ và ông Nam Lộc. Và chúng ta thấy ông Nam Lộc đã tức tối dùng cái chữ là truyền thông sáng lại đối với ông Nguyễn Tấn Thọ. Và dường như là có một cái mối thù rất là nặng đối với ông Nguyễn Tấn Thọ. Cho nên là dùng những cái từ ngữ hết sức nặng nề. Quý vị có dịp thì sẽ coi lại cái email đó. Thì tôi nghĩ rằng gần như 99% người dân ở trong cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại này không biết được là vì sao mà ông Nguyễn Tấn Thọ có cái biệt danh gọi là truyền thông sáng lại. Thứ nhất, trước hết tôi xin giải thích vài chữ để cho quý vị hiểu. Truyền thông và truyền tin nó khác nhau. Tôi nghĩ rằng ông Nam Lộc đã sử dụng sai từ. Ở đây ông Nguyễn Tấn Thọ chỉ là người truyền tin chứ không phải làm truyền thông. Cho nên ông Nam Lộc không nên dùng cái chữ truyền thông sáng lại mà ông phải dùng chữ cho đúng là truyền tin sáng lại. Truyền tin sáng lại theo cái cách giải thích của ông Nam Lộc, tức là nhân những cái sự kiện hay là tên tuổi của người khác rồi ăn bám vào để mà mình nổi danh theo. Thì chúng tôi được biết và đã chứng kiến cái chuyện này của ông Nguyễn Tấn Thọ xảy ra vài lần rồi, chứ không phải là một trong những cái sự kiện là ông gọi là gây sự và gây chuyện với nhà báo Kim Âu Hà Văn Sơn trên cái diễn đàn Chính Nghĩa của ông Hà Văn Sơn. Chúng tôi nhắc lại cái câu chuyện vài năm trước đây là khi ông Hà Văn Sơn tiếp tay với ông Nguyễn Tấn Thọ để chuyển những cái tin tức á, thì ông Hà Văn Sơn á, mới tháo bỏ những cái dòng nói về ông Nguyễn Tấn Thọ mà chỉ chuyển đi cái bản tin chính thức của bà thượng nghị sĩ gốc Việt, lúc đó là bà Janet Nguyễn. Ông chỉ chuyển đi cái phần của bà Janet Nguyễn cho mọi người mà thôi. Thì ông Nguyễn Tấn Thọ, ông bực mình, ông thấy là tôi là cái người chuyển và cái tên tôi ngay dưới cái tên của bà Janet Nguyễn mà sao bây giờ chuyển đi khắp nơi thì không thấy tên tôi nữa. Thì ông Nguyễn Tấn Thọ mới gây sự trên diễn đàn. Và người ta thấy đó, cái nhỏ nhen của ông Nguyễn Tấn Thọ là vì chỉ muốn gắn cái tên vào những cái thông cáo hay thông báo của bà Janet Nguyễn mà nó đi gây sự với một người làm truyền thông, một nhà báo như ông Kim Âu. Thì đó chính là một cái thứ gọi là sáng lãi. Vì ông muốn ăn theo cái bà Janet Nguyễn. Thì cái câu chuyện tới đó là mọi người đã chứng kiến được là ông Nguyễn Tấn Thọ là làm những cái trò đó. Cái thứ hai nữa, trong cái bức thư của ông Nam Lộc có nhắc tới là ông bị hố cái vụ thương vế binh Việt Nam Cộng Hòa. Thì chúng đây chúng tôi xin nói rõ là cái vụ giành giật về cái vấn đề bảo lãnh thương vế binh Việt Nam Cộng Hòa và cái trò lừa đảo của cái nhóm Janet Nguyễn và ông Nguyễn Tấn Thọ, và đã bị chính ông Nam Lộc vạch mặt. Chúng tôi nói cho rõ là ông Nam Lộc đã can đảm và đã vạch mặt cái trò của bà Janet Nguyễn và ông Nguyễn Tấn Thọ trong cái chương trình giả gọi là vận động cho thương vế binh Việt Nam Cộng Hòa được đi qua Hoa Kỳ. Tôi có thể nói hãnh diện một câu là bất cứ một cái văn phòng thượng nghị sĩ hay là dân biểu hay là even tổng thống hay là bộ trưởng nào tôi cũng có thể gõ cửa được. Lúc đó tôi chưa biết rõ, nhưng mà tôi gọi ngay lên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và nhà định cư. Đồng thời họ nói họ không biết một tí gì về bất cứ một cái dự luật nào liên quan đến vấn đề định cư những người tị nạn Việt Nam, chứ đừng nói chuyện là thương vế binh Việt Nam. Thì sau đó thì tôi bắt đầu tôi liên lạc với một số các văn phòng, đặc biệt là các ủy ban về di trú và tị nạn của Hạ viện cũng như Thượng viện. Thì tất cả đều nói rằng không hề có một cái dự luật nào được đề nghị hay là đem ra ban thảo ở Quốc hội Hoa Kỳ, kể cả Thượng viện cũng như là Hạ viện. Cái câu chuyện đó nó xảy ra như thế này. Lúc đấy đó là
Trúc Hồ của đài SBTN mới đưa ra cái chương trình đó để vận động. Thì Trúc Hồ đã quen được với một người, là cái cô này là cô luật sư Thục Minh. Cô này đã làm phụ tá cho thượng nghị sĩ John McCain ở Thượng viện Hoa Kỳ. Thì ông Trúc Hồ với cái sự gọi là tính dựa vào cái đài SBTN và tính dựa vào cái sự quen biết với ông thượng nghị sĩ John McCain để vận động, cho nên ông Trúc Hồ mới tung ra cái chiến dịch vận động cho những vị thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Thì ngay gần như cùng lúc là cô Janet Nguyễn nhảy vào, gần như là ăn cướp, ăn giật cái chiến dịch đó, và cũng xưng danh là tôi cũng là người đi vận động cho thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà ở đây tôi nói cho rõ là ông Nguyễn Tấn Thọ và cô Janet Nguyễn là vận động ma, thật ra là chẳng làm gì hết, nhưng mà cứ đi nghiêu ngao nói rằng là vận động với Tổng thống Obama, vận động với Thượng viện Quốc hội Hoa Kỳ, lung tung và lung tung. Thì vì nhiều người không chứng kiến được cái chuyện của cô Janet Nguyễn cho nên họ tin. Họ tin là có những người họ hy vọng vào cái chương trình của cô Janet Nguyễn, nhưng mà thật ra là cô không có đủ tâm và đủ tầm để mà làm cái chuyện đó. Tôi xin giải thích rất ngắn gọn cho anh Derek Phạm và một số quý vị khán thính giả là muốn vận động Thượng viện chúng ta phải có 51 người ủng hộ, tức là trên 100. Muốn vận động cho Hạ viện chúng ta phải có 218 lá phiếu trên 435 lá phiếu. Cho nên cái vấn đề vận động nó rất là khó. Chỉ có vận động ông McCain mà thôi thì không đủ. Thì khi ông Trúc Hồ, ông vận động với ông McCain thì ông McCain từ chối khéo, không muốn dính dáng tới cái việc vận động này, mới nói với ông Trúc Hồ là bây giờ cộng đồng Việt Nam các ông vận động thêm với những thượng nghị sĩ khác đi, thì tôi có thể trong tương lai sẽ ủng hộ. Nhưng mà ai cũng biết là tới 51 lá phiếu thì nó quá khó đi đối với cái cộng đồng Việt Nam. Thì bà Janet Nguyễn bà nhảy ra, bà ỷ rằng bà là thượng nghị sĩ của tiểu bang California, cho nên bà mới nghĩ rằng bà làm được. Nhưng mà đối với những người hiểu biết về cái nền chính trị của Hoa Kỳ như tôi thì tôi tin là không được. Tại vì tôi có trình bày là 218 lá phiếu và 51 lá phiếu của Thượng viện. Ngoài ra còn có cái sự đồng thuận của ông Tổng thống Hoa Kỳ. Đó là ông Tổng thống Obama. Thì khi đó, thì bà Janet Nguyễn này với ông Nguyễn Tấn Thọ này làm rùm beng lắm. Làm rùm beng lên báo chí rồi tùm lum hết. Thì ông Nam Lộc mới khuyên là không nên làm rùm beng như vậy. Vì làm rùm beng rồi người ta sẽ để ý, mà khi mà thất bại thì mình sẽ bị mất uy tín. Nhưng mà ông Nguyễn Tấn Thọ và cô Janet Nguyễn vẫn tiếp tục làm rùm beng. Nhưng mà cái sự rùm beng của họ chẳng đi tới đâu hết. Cuối cùng là cái sự vận động nó đi vào ngõ cụt. Thì cô Janet Nguyễn nó thật sự là đi vào ngõ cụt, là cổ chỉ gửi cái đơn, một số hồ sơ cho bà Barbara Boxer. Chỉ có vận động có một người như vậy thôi, không đủ. Cho nên cuối cùng nó chìm xuồng. Thì cái câu chuyện đó, nó gây mất uy tín cho cô Janet Nguyễn và ông Nguyễn Tấn Thọ. Và từ đó, chúng ta thấy là người dân ở hải ngoại này không còn tin tưởng vào cô Janet Nguyễn nữa, cho nên họ không bầu phiếu. Cho nên ông Nguyễn Tấn Thọ, ông rất căm tức cái ông Nam Lộc. Vì ông Nam Lộc là cái người duy nhất rất rành về di trú và đã dám lên tiếng vạch mặt. Miễn là chính ông Nam Lộc đã gọi cho 14 cơ quan về di trú liên quan tới vấn đề pháp lý, liên quan tới vấn đề di dân, và không ai nhận được một cái thông tin nào hết. Thông tin nào của từ cái nhóm của Janet Nguyễn. Cho nên ông Nam Lộc tức tốc lên đài, tôi nhớ không lầm là Kali Today, bắt Kali Today với ông Nguyễn Xuân Nam và nói rõ ràng đây là cái chương trình thuộc loại giả, không có thật. Cô Janet Nguyễn ngay lúc đó cùng với ông Nguyễn Tấn Thọ đã tức tối và đã lên chương trình và nói rằng chương trình của chúng tôi là thật. Ông Nam Lộc không nên đánh phá, đại khái như vậy. Nhưng mà cuối cùng sau nhiều năm đó, người ta biết rằng Janet Nguyễn với ông Nguyễn Tấn Thọ là cái dân man nớp, không có làm được cái gì hết. Thì đó là lý do mà tại sao thất cử. Tuy nhiên cái trình độ của ông Nguyễn Tấn Thọ về chính trị Hoa Kỳ rất là yếu kém. Yếu kém ở chỗ đây chúng tôi thấy buồn cười
là ông không biết rõ rằng Janet Nguyễn là sắp bị ông ứng cử viên Tom Umber đánh tan ngay cái ghế thượng nghị sĩ của mình, mà ông lại còn tuyên bố fake news một cách láo liếu là chiến thắng kép. Ngoài cái chiến thắng của bà Janet Nguyễn, ông còn tưởng tượng thêm một cái chiến thắng của ông Tâm Nguyễn ở trên San Jose. Nhưng mà cuối cùng đó là hai cái ghế mất hết, tức là cái uy tín chính trị hay là bình luận chính trị của ông Nguyễn Tấn Thọ chỉ là con số zero. Tức là ông chẳng biết là cái bà sếp của mình cũng bị người ta bứng cổ, mà cái chuyện mà ông mình là cũng là zero. Ông lên ông nói phét với lại media, với truyền thông là chiến thắng kép, rồi nhiều báo đưa tin chiến thắng kép một cách bậy bạ. Rồi cuối cùng lòi ra là cả hai đều bị rớt chức. Thì ông Nguyễn Tấn Thọ bất chức cái chức phụ tá cho bà Janet Nguyễn, thì lẽ ra ông nên im lặng, tại vì cái kiến thức của ông quá tầm thường và quá là gọi là ấu trĩ, như một cái người mà không biết gì cả. Thì ông mới tức tối cái ông Nam Lộc là đã dám vạch mặt tố cáo mình trước đây. Cho nên nhân cái việc mà thưa kiện Formosa ở, thì ông mới cố ý, và ông Nam Lộc rất là tinh ý nhận ra là cái trò truyền tin sáng lại, tức là dùng cái tên tuổi của ông Nam Lộc để kích động rằng là như vậy, như vậy, như vậy. Cái ý đồ của ông Nguyễn Tấn Thọ là không có gì tốt đẹp đối với ông Nam Lộc cả. Là ông Nguyễn Tấn Thọ cố ý chơi xấu. Thì ông Nam Lộc đương nhiên là không thể nào mà chấp nhận cái chuyện đó, vì ông Nam Lộc không phải là ban tổ chức, ông chỉ là một MC, một cái người dẫn chương trình chuyên nghiệp. Và cái câu chuyện là nó như vậy, tức là ông Nam Lộc ổng bị ông Nguyễn Tấn Thọ chơi xấu, vu cáo trắng trợn. Nói chung là ông Nguyễn Tấn Thọ là có những cái vấn đề rất là ấu trĩ, đi lường gạt ba cái vụ thương với binh, mà ông Nam Lộc nói rất nhẹ là bị hố. Nhưng mà chúng tôi nghĩ không phải là hố đâu, mà là chính đương sự là có cái ý định lường gạt, tại vì biết rõ là không có xảy ra. Chẳng hạn như biết rõ là bà Janet Nguyễn không có bao giờ đi gặp ông Obama, nhưng mà ra ngoài đường nói là đi vận động với tổng thống Obama, rồi cũng bà Janet Nguyễn cũng không bao giờ đi lên Thượng viện Hoa Kỳ, cũng nói là chúng tôi sẽ vận động với Thượng viện Hoa Kỳ, nghĩa là lừa bịp. Mà cái lừa bịp này đó, chúng tôi biết rất rõ. Chúng tôi đã nhờ một cái công ty, nó tên là Smart Vote, điều tra những cái việc làm của bà Janet Nguyễn. Và công ty đã cho biết là trong cái thời gian bà Janet Nguyễn làm ở Thượng viện của Cali đó, chỉ có một cái dự luật dính tới người Việt Nam mà thôi. Và cái dự luật đó là cái dự luật ở năm cuối cùng về cái ngày Tết âm lịch. Chỉ có một cái là dính tới bà Janet Nguyễn, còn tất cả là không có dính gì tới Việt Nam hết. Không có một cái nghị quyết nào vinh danh hoặc là nói là sẽ bảo lãnh thương phía bên Việt Nam Cộng Hòa hết. Cho nên là một sự lừa bịp. Đó là lý do tại sao mà bà Janet Nguyễn bị thua. Nhưng mà thay vì nhìn ra là mình đi lừa bịp và mình bị người ta vạch mặt và bây giờ mình nên rút lui, thì lại đi tấn công vào cái ông Nam Lộc là cái người đã vạch mặt ông Nguyễn Tấn Thọ trước đây. Cho nên người ta biết cái câu chuyện là nó tư thù cá nhân. Chúng tôi biết rất rõ vì chúng tôi đã tình cờ theo dõi và có những người cung cấp thông tin cho chúng tôi, và chúng tôi nghĩ rằng cái câu chuyện đó mới là đúng. Đúng là ông Nguyễn Tấn Thọ rất là hám danh. Hám danh bằng cách là cứ đòi cái tên mình phải đứng ở dưới cái thư của bà Janet Nguyễn, mặc dù ông chỉ là một cái thứ phụ tá, có thể là không ăn lương nữa, nhưng mà cứ muốn đứng ngang hàng với một vị thượng nghị sĩ mà dân bầu. Quý vị coi thấy buồn cười không? Kèo nèo rồi giống như là bất bình với lại ông Kim Âu, chúng tôi thấy là quá là ấu trĩ. Thư của bà Janet, một ông phụ tá vô danh tiểu tốt, chẳng có gì mà phải đứng ngang hàng với bà Janet cả. Nhưng mà cứ ra oai, tiếng Việt gọi là ra oai. Chương trình từ thủ đô với luật sư Trịnh Bá Tiên hôm nay tạm chấm dứt nơi đây. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.